Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Có thể nói thế này, xin chia sẻ các bác. Trước khi đại hội 13 diễn ra ấy, thì có một số tin đồn liên quan tới vị trí thủ tướng và sau này trở thành sự thật. Đó chính là cái việc mà ông Phạm Minh Chính trở thành thủ tướng. Lúc đó thì ông Phạm Minh Chính thì đang là trưởng ban tổ chức trung ương, và cái chuyện đấy là sang làm để mà thủ tướng chính phủ là có một cái gì đó rất bất ngờ. Và nhiều người lúc đó ấy, thì có đặt dấu hỏi về năng lực của thủ tướng Phạm Minh Chính, lúc đó là ông Phạm Minh Chính, bởi vì nó nghĩ rằng là một người làm công tác tổ chức mà chuyển sang làm công tác điều hành với chính phủ thì nó làm cái gì đấy đó và nó không hợp lý cho lắm. Nhưng mà lúc đó vào năm 2020 thì tôi đã có khá nhiều bài phân tích, nhưng mà sẽ chỉ ra hai cái lý do để xin chia sẻ các bác như thế này. Ba cái lý do: một là thủ tướng đã từng làm bí thư của Quảng Ninh, và lúc đó có rất nhiều những cải cách. Lý do đầu tiên ấy, là các bác thể thấy này, Quảng Ninh là một cái nước mà có thể nói rằng người ta gọi rằng là Việt Nam thu nhỏ. Ở đó có biển, có núi, có khoáng sản, có du lịch, có tất cả mọi thứ, có cả biên giới vân vân. Người ta gọi rằng là một Việt Nam thu nhỏ. Đó. Thì thủ tướng đã có một cái nhiệm kỳ phải nói rằng vô cùng thành công tại Quảng Ninh. Và cái số 2 á và cái số 2 á đó chính là cái việc mà không những vậy mà còn là cải cách thành công. Rất nhiều những cái biện pháp đột phá được đưa ra tại Quảng Ninh ở cái thời kỳ đó. Và chúng ta có thể thấy rằng là thủ tướng đã rất thành công trong cái việc của mình. Báo cáo các bác là như vậy. Đấy là cái lý do thứ hai. Để thấy rằng là cả một và hai thì đó là một cái thực tế, là cái thực tế để mà chứng minh và kiểm định. Còn về mặt học thuật thì xin thưa với các bác rằng là nếu các bác nào đã đọc về 100 năm kinh tế Việt Nam được viết với cả ông Vương Quân Hoàng, tiến sĩ, một người có thể nói rằng là rất giỏi về tài chính. Trước đây ông Vương Quân Hoàng đã làm một cái trang là Saga từ những năm 2003-2004, thì cái trang đó là cái thời đó sinh viên có thể rất ít người biết, nhưng đó cái diễn đàn Saga đó là một trong những cái diễn đàn về tài chính hay nhất, và tôi đã vào đó và các kiến thức của tôi thu lượm được từ thời sinh viên ở đó là khá là nhiều. Thì ông Vương Quân Hoàng lúc đó, thì ông Vương Quân Hoàng này cùng với thủ tướng đã viết một cuốn sách mà từ năm 1908 đến năm 1000 đến năm 2008 thì nói rằng là 100 năm kinh tế Việt Nam đã trải qua từng cái thời kỳ thế nào, và trong đó có những cái phân tích rất chuyên sâu về thị trường tài chính, ngân hàng vân vân. Thế cho nên ấy, có thể nói là thủ tướng đã điều hành rất tốt và tuyệt vời ở trong cái thời điểm vừa rồi. Mặc dù tôi đã chia sẻ trong clip sáng nay, đó chính là cái mà gọi là chưa có một vị thủ tướng nào khi nhậm chức mà lại nhận cái khó khăn như vậy. Kinh khủng, một khó khăn kinh khủng khiếp như vậy, bởi vì tình hình kinh tế xã hội vân vân là biến động một cách khủng khiếp. Năm vừa rồi thì là đại dịch đúng không ạ, năm đầu tiên là đại dịch và rất khủng khiếp với những cái biến chủng Delta. Thế rồi năm nay thì lại là chiến tranh, tình hình thế giới là cũng rất là căng thẳng. Thế nhưng á, chúng ta có thể thấy rằng là trong cái tình hình càng căng thẳng như vậy thì chúng ta càng đốt lò mạnh mẽ. Và vừa rồi á, liên quan tới lĩnh vực tài chính và bất động sản. Thế cho nên ấy, khi mà một người bạn của tôi đưa cho tôi một cái link bài báo này và có nói rằng là thủ tướng siêu thật, thì tôi xin chia sẻ với các bác rằng là tôi nghĩ rằng cái việc đấy là cái việc nghiễm nhiên. Đây, cái bài báo này khi nói về hai cái sự việc liên quan đến phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh và liên quan tới thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết thì đến với bất động sản ấy, thì thủ tướng đã nói rất rõ thế này. Đó là dòng tiền của các vi phạm về thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vân vân, thì đều tìm đến nơi trú ẩn cuối cùng, đó chính là bất động sản. Xin thưa các bạn như vậy. Và Thủ tướng đã nói thế này, nguyên văn nhé. Sáng ngày mùng 5 tháng 4, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng 5, vân vân. Và rất nhiều đối tác như thế này đó.
Và Thủ tướng yêu cầu rằng là tăng cường thanh tra giám sát các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản, thị trường chứng khoán. Và đây chỉ là một cái nhấn mạnh lại thôi, để thấy rằng là tại sao trong cái đầu nhiệm kỳ của mình, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, đã yêu cầu bên Bộ Tài chính v.v. là phải làm rõ mấy cái liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp v.v. Và nếu các bác nào mà am hiểu về tình hình kinh tế thì các bác có thể nói thế này. Thứ nhất là nợ trái phiếu của chúng ta là rất nhiều. Và 70-80%, tôi nói thẳng luôn là gần 90% đi, trong đó là trái phiếu bất động sản. Nó có đổ dồn vào trái phiếu bất động sản. Và các dòng tiền huy động được thì cũng đổ dồn vào đó. Và những cái việc tăng giá liên quan về đấu giá Thủ Thiêm ấy, tạo mặt bằng giá mới ấy, thì là cái biện pháp kỹ thuật để mà lại hút thêm tiền nữa đổ vào đó. Đó là cái lợi ích vô cùng lớn nếu các bác nào hiểu về tài chính. Thế nhưng ấy, nó cũng chưa đến mức nguy hiểm. Nếu như ở Trung Quốc ấy, người ta đã phải huy động tất cả các biện pháp để mà tránh cái sự đổ vỡ, bao gồm cả bắt cái người chủ tập đoàn của Evergrande phải bỏ tiền túi ra để mà xử lý các nợ của trái phiếu. Tiền túi của mình ra, đấy mới là tiền túi thật nhé, tiền cá nhân nữa, để giải cứu cái công ty Evergrande. Thì các bác có thể thấy rằng là chúng ta chưa đến mức nguy hiểm như thế. Thế nhưng bằng cái cách rằng quyết liệt làm từ trong trứng nước như vậy, làm những cái vụ như Tân Hoàng Minh, FLC v.v. để tạo ra cái sự minh bạch, trong sạch của thị trường chứng khoán, trái phiếu và tránh cái sự đổ vỡ của thị trường bất động sản. Các bác tưởng tượng rằng khi bong bóng càng lớn nó mà vỡ thì hậu quả của nó càng khủng khiếp. Thế cho nên ấy, thà một lần rồi đau, nhưng mà cái này đau nhẹ, nó đau nhẹ thôi. Chúng ta làm thị trường bất động sản, làm thị trường chứng khoán, trái phiếu v.v. để mà xử lý vấn đề đó. Liên quan tới trái phiếu với chứng khoán ấy, nó đều được phát hành ở trên thị trường chứng khoán. Nhưng có cái thế này để tôi xin chia sẻ với các bác nhé. Ví dụ như là làm giá chứng khoán như là các anh Quyết FLC ấy, và bây giờ không chỉ mình anh đấy, cũng đã lộ ra rất nhiều những cái đội lái mà người ta đã biết mặt, điểm mặt chỉ tên. Và bác nào quan tâm kênh Trang Trang TV thì các bác sẽ biết được những cái tên đó là thế nào. Còn ấy, về trái phiếu ấy, thì có bác hỏi tôi rằng là có thể rằng là kênh khán giả của kênh ấy, thì 70-80% là những người trên 50 tuổi thì có thể rằng là cũng chưa hiểu về trái phiếu lắm. Nhưng tôi chỉ nói đơn giản như thế này, trái phiếu là giống như là một cái hợp đồng nợ giữa tôi và các bác. Ví dụ tôi viết sẵn cái hợp đồng, bữa hợp đồng là nợ 1 triệu gì đấy, sau đó các bác mua về điền tên vào, thế là tôi phải có nghĩa vụ để mà thanh toán nợ cho các bác. Thanh toán sau này ví dụ hết hạn thì tôi phải cộng cả gốc, còn lãi thì có thể nộp hàng tháng tùy theo cái điều kiện ở trong cái đó. Nhưng mà tóm lại nó là cái để mà tôi đi vay nợ các bác tiền. Tóm lại là các bác đưa tiền cho tôi, còn tôi đưa cái giấy của tôi cho các bác. Đó, đưa cái giấy của tôi cho các bác. Bởi vì nếu mà bình thường mà thả như thế thì nó gọi là vay bình thường. Bởi vì nhưng mà nó vẫn là cái chặn nợ ấy, cho nên ta phải yêu cầu thứ nhất rằng có ngân hàng để quản lý cái tài sản. Như là tôi phát hành ra khoảng tầm 1 tỷ tiền nợ thì tôi phải có cái nhà tôi đang ở đây để làm cái bảo lãnh. Đó, để làm cái bảo lãnh, là không được chuyển nhượng thì không được vân vân tất cả mọi thứ để bảo lãnh cho cái giấy nợ đó. Đấy là quản lý tài sản thôi. Còn việc phát hành cái nợ này ấy, thì nó phải là công ty chứng khoán. Thế nhưng ấy, người ta không ai làm vậy cả. Thực ra nó làm như vậy là đúng quy trình, nhưng đấy chỉ là một phần thôi. Và các bạn là như thế. Các bạn có thể thấy rất nhiều công ty, ví dụ tập đoàn SHB, T&T của Bảo Hiểm hay ngay là Tân Hoàng Minh, thì để mua lại cái toàn bộ cái nợ này thì đều là những công ty tóm lại là tay trái mua của tay phải, kiểu như thế. Thế thì tại sao tôi xin chia sẻ các bác nhé, một câu chuyện thế này thôi. Đó chính là vào năm 2016 thì tôi có cơ duyên gặp một người mà có thể nói rất là giàu. Thì anh ta nói thế này, bí quyết của kiếm tiền đó là lấy tiền của xã hội. Mà lấy tiền của xã hội, lúc đó thì tôi cũng không hiểu lắm đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng là mình muốn kiếm tiền thì mình phải sản xuất ra những cái sản phẩm dịch vụ vân vân, để mà đi bán, rồi mình ăn chênh được cái phần lợi nhuận, cái phần này để đi bán. Thì ông bảo không phải, đấy chỉ là những kẻ cấp thấp làm thôi. Còn chơi tài chính ấy, thì nó là kiểu khác, nó là cuộc chơi khác. Nó giống như cái mô hình Ponzi ấy, để mà cái này làm giàu rất nhanh. Bởi vì làm như kiểu của tôi vừa nói với các bác ấy, rồi buôn bán, rồi phát triển, rồi sản xuất vân vân, nghiên cứu đầu tư, thì nó tuy bền vững nhưng mà phát triển chậm, phát triển chậm.
Nghĩa là mình không thể nào giàu nhanh được, không thể một ngày mình mở mắt ra mình trở thành doanh nhân nghìn tỷ được, đó không được. Bây giờ muốn phát triển thì phải scale thật nhanh lên, thì cái cách rằng là phải có tiền đó. Tự dưng ai đó sẽ mang cho mình 1.000 tỷ kiểu kiểu ấy. Nếu mà bình thường ấy, mình đi vay nợ bạn bè thì cũng chỉ được vài chục triệu thôi, muốn vay 1.000 tỷ thì nó lại là vấn đề khác đó. Chính vì thế tôi đi vay nợ. Thì ở đây á, nó sẽ có ngân hàng và lãi suất vân vân, ví dụ như đưa ra khoảng 12% cũng không phải là cao lắm nhỉ. Thưa các bác, lãi suất của Tân Hoàng Minh cũng phải là 12%, không phải là cao lắm. Thì lúc này á là cái gì ạ, là phải được phát hành trái phiếu đã. Bước một đầu tiên quy trình, ta phải được phát hành trái phiếu. Có nghĩa rằng ta lấy một mảnh đất ra, và sau đó rằng là mảnh đất trị giá có khoảng 1 tỷ thôi, nhưng mà ngân hàng có thể quản lý bảo lãnh vân vân gì đấy, và ta đi vay 3 tỷ, ví dụ thế. 3 tỷ thì có công ty chứng khoán phát hành, thì nó sẽ đưa này phát hành ra, nhưng mà chả công ty chứng khoán nào phát hành thì không bán được. Thế thì mình phải cam kết rằng là ê công ty chứng khoán kia lại đây tôi bảo này đó. Sao thế anh? Anh bảo gì ạ? Mày phát hành cho tao lô chứng khoán này nhá, à lô trái phiếu này nhá. Anh đùa mày, cái nhà của anh có 1 tỷ mà anh phát 10 tỷ thì ai làm được. Không cần, tao biếu mày 200 triệu. Mày cứ phát hành đi, tao mua lại hết. Ừ, anh phát hành anh lại, như là anh đã phát hành trái phiếu và anh lại mua lại trái phiếu của chính anh à? Kỳ lạ không? Đấy mới là cái bước thứ hai. Thế thì công ty chứng khoán người ta chỉ có dịch vụ phí thôi, thì người ta cũng làm được cái điều này. Và khi họ phát hành ra thì tôi sẽ đi mua lại hết. Tôi đi mua lại hết, là lúc này tôi có cái gì trong tay? Tôi đã có một lô trái phiếu được hợp pháp hóa. Được hợp pháp hóa nha các bác. Nghĩa là bình thường tôi sẽ không có cái quyền để mà đưa ra cái trái phiếu này, thì lúc này tôi đã có một cái lô trái phiếu đã được hợp pháp hóa. Và cái lô trái phiếu đã được hợp pháp hóa này làm gì? Lúc này tôi đem bán. Lúc này tôi mới đi bán cho người dân. Bởi vì những người mà có hiểu biết ấy, thì họ không mua trái phiếu này. Mà tôi phải đi kích thích cái lòng tham của những người đi bán. Thì ở đây á, một lô trái phiếu này á, nó sẽ có hai cái để mà làm. Thứ nhất, người mua trái phiếu của tôi là người phải tham đã. Cái thứ hai nữa là cái người bán trái phiếu của tôi, những người mang trái phiếu của tôi đi bán, nghĩa là giống như nhân viên kinh doanh ấy, mang đi bán là họ phải có động lực đi bán, họ phải trèo kéo họ vân vân đi. Thì lúc này tôi phải trích cái phần trăm hoa hồng cho bên phía của những người mang trái phiếu của tôi đi bán đó. Và khi họ mang đi bán rồi thì báo cáo các bác rằng là mỗi một tờ đấy, trái phiếu đấy, là tôi lại thu về một đống tiền. Nếu tôi phát hành 1.000 tờ, mỗi tờ trị giá 1 triệu thì tôi lại thu về 1 tỷ. Và mỗi lần tôi phát hành mỗi tờ là 1 tỷ sẽ thu về đấy. Tóm lại tôi sẽ phát hành giấy ra, tôi phát cho các bác thế này, và các bác đưa lại tôi gì? Tiền mặt, cash. Và tôi làm gì ạ? Tôi lại đi tiếp tục làm các dự án, tôi sẽ trích ra bài nhé các bác nhé. Tôi sẽ bằng những thủ đoạn để tôi trích ra, khi tôi thu lại được 1.000 tỷ, tôi sẽ trích ra 600 tỷ để tôi đi làm các dự án khác. Đó. Và tôi trích ra tiếp 200 tỷ để tôi trả lãi cho những nhà đầu tư trước, của những đợt phát hành trước. Và cái phần kia làm gì ạ? Tôi chuyển về túi cá nhân. Lúc này bằng cách nào đó tôi có thể mua tài sản hơn vân, và tôi biến, gọi là rửa tiền, tôi sẽ biến nó trở thành cái tài sản cá nhân. Và tài sản cá nhân này tôi để làm gì ạ? Tôi đi mua bất động sản. Tôi đi mua bất động sản. Bởi vì bất động sản là một kênh trú ẩn an toàn, hoặc tôi có thể chuyển tiền ra nước ngoài, vân vân. Hoặc tôi thích được mua Bitcoin, tôi mua bất cứ thứ gì đấy. Đó là những cái thứ mà có thể sở hữu được mặt cá nhân và giấy tờ pháp lý. Thế cho nên ấy, chúng ta làm cái điều này, nó là cuộc chơi có tổng bằng không. Và mặt một mặt khác, khi nó vỡ là họ liên tục. Tại sao các công ty ấy, các bạn tưởng tượng rằng là chúng ta tưởng họ phát triển một cách hoành tráng, nhưng nó là sự phát triển không bền vững, sự phát triển trên giấy. Và thực sự báo cáo với các bác rằng là thực sự là những cái biểu phát triển trên giấy ấy, nghĩa rằng là họ không phục vụ cho cái việc mà thật sự là phát triển dự án, mà nó cũng chỉ là giống như một cái mô hình Ponzi, hình tháp thế này, lấy tiền nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, và một ngày nào đó nó sẽ vỡ. Nhưng mà mô hình trái phiếu này thì nó bền vững, nó nôm na thì nó không khác gì mà bán các hợp đồng hợp tác đầu tư mà theo lãi mà cái bọn đa cấp nó hay làm ấy. Mà riêng cái khoản này thì các bác sẽ hỏi anh VQ coi là anh ấy giỏi cái khoản mà đi bán cái này lắm. Giống kiểu đa cấp mà,
Đấy, để bắt ra hỏi anh cứ coi là hỏi này lắm. Vì họ bán hợp tác đầu tư, nhưng cái trái phiếu này nó cao một chút. Thế thì tiếp theo tôi xin trả lời các bác rằng là tại sao chính phủ vẫn có trái phiếu? Đúng vậy, chính phủ vẫn có trái phiếu. Về mặt bản chất, trái phiếu là một kênh huy động vốn, nhưng nó phải đúng mục đích. Nó phải đúng mục đích. Đúng không? Ví dụ các bác xây nhà, các bác đi vay tiền thì cái này cũng dạng như đi vay phát hành ra cho vay cũng được. Thì các bác phải thực sự dùng đúng cái tiền đấy để các bác xây nhà. Thế rồi các bác chẳng hạn là các bác đi bảo rằng là tôi phát hành trái phiếu này để tôi đi xây nhà, mà các bác lại mang đi để mua ô tô thì chết dở rồi ấy. Nghĩa là sử dụng sai mục đích. Đấy là thứ nhất nhé. Cái thứ hai nữa, để vay được nhiều tiền ấy, thì các bác phải thấy rằng là để tôi phát triển cái dự án này thì tôi dùng chính cái dự án này để làm cái ấy gọi là tài sản thế chấp để mà phát hành ra khoản nợ, cái viên nợ nó phải có đảm bảo. Đúng không? Thế thì cái mảnh đất này có 1 tỷ thôi, mà anh cấu kết thế nào anh định giá nó thành 10 tỷ. Nếu mà 1 tỷ thì anh chỉ vay được có 850 triệu, nhưng nếu anh bảo nó là 10 tỷ thì anh có thể vay được 8 tỷ rưỡi. Đó. Nếu thực tế của nó chỉ là 1 tỷ mà anh đi vay 8 tỷ rưỡi thì lúc này là hỏng rồi, lại là hỏng rồi, đúng không? Cho nên về mặt kiểm soát nó sẽ là như vậy. Và rõ ràng ở đây ấy, tôi xin bật mí với các bác một đoạn nữa thế này để các bác hiểu thêm một chút, đó chính là cái sự đốt lò của những nhân vật quản lý. Tôi lấy ví dụ này, cái việc phát hành và được chấp nhận ở trên thị trường chắc chắn nó phải có sự tiếp tay ở trong một số khâu. Và đợt tới chúng ta sẽ chờ đợi một số nhân vật ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nha các bác. Tôi chỉ lấy ví dụ anh Trịnh Văn Quyết thế này, lăn man một tí là Trịnh Văn Quyết. Đầu tiên anh Trịnh Văn Quyết đã úp sọt tất cả các nhà đầu tư bằng một cái lệnh bán 150 mấy triệu cổ phiếu, để rồi khớp lệnh 1.800 tỷ, và từ đó anh có thể thu lời 560 tỷ đồng. Thế thì cái này Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sàn HOSE chỗ anh Hải Trà biết không? Tôi tin chắc là biết. Và tất cả một cái người nông dân hoặc cái người nào đó bình thường học cái cấp 1, cấp 2 thôi, người ta cũng biết cái việc úp sọt này. Và người ta đã yêu cầu xử lý luật hình sự. Rất nhiều người đã chỉ ra cái điều 211 Bộ luật hình sự. Tôi không nhớ có phải chính xác hay không nhé, nhưng mà các bác có cái luật đấy, tạo tổ chứng khoán đấy. Thì luật sư Trương Thanh Đức và một số luật sư khác đã chỉ rất rõ là vi phạm cái điều này và phải hình sự hóa. Thế nhưng các bác thấy điều gì xảy ra? Đó chính là bên phía của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là lại ra một cái quyết định là phạt anh này ở mức cao nhất là 1 tỷ rưỡi cộng với cả hoàn trả lại. Tóm lại là hời cả làng. Hời cả làng mà anh quyết định bị phạt 1 tỷ rưỡi thôi. Kiểu như thế. Và chỉ có những nhà đầu tư sau là bị thiệt hại, bởi vì nó chứng khoán nó đang lên, tự dưng là sau cái vụ này thì nó đao xuống thì người ta bị hại, chứ lúc đó người ta chưa kịp khớp lệnh. Những ai chưa kịp khớp lệnh thì coi như là bị hại kiểu kiểu, đúng không ạ? Thế thì toàn bộ cái chỗ này là chúng ta thấy rằng là về mặt quyết định đó đã làm hại cho rất nhiều người. Vậy thì tại sao họ lại xử lý hành chính mà không phải xử lý hình sự? Để rồi hôm qua họ phải có một cái gì? Họ phải có một cái quyết định rằng là hủy bỏ cái quyết định phạt ngày trước. Bởi vì cơ quan công an họ bảo rằng là cái này là chắc đúng quy định, là tôi đã hình sự hóa cái này thì quyết định phạt là không có giá trị, cho nên phải hủy bỏ đi. Và đã phải hủy bỏ cái đó, quyết định phạt đó. Và nhưng cái quan trọng hơn ấy là hành vi đã được cấu thành. Nếu anh biết chắc cái hành vi này là hành vi phạm tội hình sự mà anh vẫn cố tình để phạt hành chính, nghĩa là mức độ tội nó đang là 4 là 5 mà anh lại chỉ cho nó thành 1 thôi, nghĩa là giảm nhẹ 4 phần xuống chỉ còn có 1 thôi, là anh cũng đã vi phạm rồi. Vậy thì ai đã tham mưu tham vấn để mà cứu Trịnh Văn Quyết từ cái chỗ đoạn đó, từ cái ngày mùng 10 tháng 1 úp sọt đó? Ai? Chúng ta đặt câu hỏi đúng không? Và trách nhiệm của họ thế nào? Nếu cơ quan điều tra này, bởi vì hành vi của họ đã có rồi chứ không phải là mới, đã được cấu thành, và cái việc mà hủy bỏ quyết định này hay không gì đó nó cũng chỉ là cái hành vi bên sau. Và nếu người ta công an người ta xác định được đây là cái hành vi cố tình cố ý, có chủ thể khách thể, có động cơ đàng hoàng và thậm chí có được cả cái sự trục lợi, thì lúc này các anh đó chết chắc. Và các bạn là như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, đã mai các bác như vậy thôi. Chúc các bác một ngày tốt lành nha. Cảm ơn các bác và mọi người. Đói bụng kêu bụng luôn.